Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Cement và mình là Đan. Thì như đã hứa, hôm nay sẽ là bài đánh giá chi tiết con Samsung Galaxy Z Fold 3 này. Thì ở lần trước á, mình đã làm bài mở hộp và nói khá là kỹ về thiết kế bên ngoài của nó. Anh em nào quan tâm thì nhớ vào kênh mình mà check nha. Hôm nay mình sẽ chỉ tập trung vào camera, cấu hình cũng như là trải nghiệm người dùng sau khi một tuần sử dụng nó song song với lại máy chính. Thì như thường lệ thì đường link sản phẩm mình để ngay phần mô tả video. Hiện tại Z Fold 3 cũng như là Z Flip 3 đang có nhiều chương trình ưu đãi cũng như là tặng kèm. Anh em nào quan tâm thì đường link sản phẩm mình để ngay phần mô tả video nhé. Hơn thế nữa, Cement đang có chương trình lên đời trợ giá cũng như là trợ giá mùa dịch, mua nhiều giảm nhiều hàng loạt sản phẩm. Rồi, mình cùng vào intro nào. Sau hơn một tuần ra mắt á, thì cũng đã có rất nhiều video cũng như là bài viết trên Facebook, trên mạng này nọ để mà anh em có thể biết về những thiết kế của Z Fold 3 so với lại Z Fold 2. Thì ít nhiều anh em cũng đã xem rồi và hy vọng là anh em cũng đã xem video mở hộp của mình. Thì phần này mình sẽ tổng hợp những cái thay đổi nổi bật trên Z Fold 3 nhé. Đầu tiên là thiết kế hai màn hình kiểu như là kiểu gập mở tương tự với lại Z Fold 2. Có điều là trọng lượng và độ dày được cải thiện. Phần bản lề gập bên trong chắc Samsung đã có thay đổi khá là nhiều nên gập được sát hơn và cái khe rãnh bên trong màn hình nông hơn, đem lại một trải nghiệm vuốt tay trên màn hình tuyệt vời hơn rất là nhiều. Thay đổi thứ hai là camera được ẩn bên dưới màn hình, nó không ẩn 100% và với các nội dung có màu sắc quá sáng thì ta vẫn có thể thấy cái lỗ camera này. Nhưng nói chung là công nghệ mới mà, nó khắc phục khuyết điểm của màn hình đục lỗ này khá là hay rồi. Camera sau cũng được thiết kế đỏ tí, không kiểu hình chữ nhật khá là thô như phiên bản trước mà được làm gọn hơn, bo góc này nọ đỡ gai chướng mắt hơn. Thứ ba là có cái bút S Pen dành riêng dòng Fold. Con Fold này chỉ sử dụng được hai bút S Pen thôi, là S Pen Fold Edition là dành riêng cho nó và con S Pen Pro. Thì xin lỗi anh em tại mình cũng chưa có sản phẩm này để mà trên tay để mà đem một cái trải nghiệm cho anh em. Thứ tư là tiêu chuẩn chống nước và chống bụi IPX8. Cái tiêu chuẩn này nó không có mới, tuy nhiên đây là tiêu chuẩn đầu tiên trên điện thoại màn hình gập. Samsung lúc mà giới thiệu á, chích thẳng tới vài phút để nói về tiêu chuẩn này nữa. Nên đây chắc chắn là một cái phần ăn tiền trên Z Fold 3. Với cái tiêu chuẩn này á, thì khi anh em xài hình gập ha, không phải lo việc bụi hoặc là nước nó chui vào cái khe bản lề nữa, an tâm hơn khi sử dụng. Thay đổi thứ năm cũng là thay đổi hướng đến trải nghiệm người dùng, chính là màn hình có tần số quét lên đến 120Hz. Màu sắc trên tấm nền của Samsung thì gần như là đứng đầu thị trường rồi, với kích thước là 7.9 inch, độ phân giải là 2208x1768, 374 ppi, đảm bảo sẽ không mắt người thường nào mà thấy gỗ rồi. Tấm nền Dynamic AMOLED với HDR10+. Mình thề với các bạn là sử dụng con Z Fold 3 này ngoài trời hoặc là xem phim giải trí nọ là màu sắc nó không chê đâu được luôn. Còn về phần loa thì đánh giá cá nhân của mình nó không thay đổi nhiều so với lại Z Fold 2. Chúng ta sẽ có hai loa, là bên trên một cái và bên dưới một cái. Cái bố trí nha là chỉ có một mặt bên có thôi, nên khi mà các bạn mở giọng ra và xem TikTok hoặc là YouTube này nọ thì âm thanh nó nghe nó hơi lệch sang bên trái tí xíu, hơi khó chịu. Còn về độ lớn âm thanh thì ok, khá là tốt. Còn chất lượng âm thanh thì cũng không thể nào mà sánh với lại một cái loa cầm tay được. Bass xuống thì có đó, nhưng mà xuống không quá sâu và âm lượng không lớn. Kép thì ok, các bạn sử dụng loa này để mà nghe nhạc chiêu chiêu này nọ thì ổn, nhưng mà nghe EDM thì cũng hơi toan. Thôi, lan man thế là đủ rồi, bây giờ mình sẽ vào phần đánh giá chi tiết chính trong video này. Và đối tượng đầu tiên mình muốn đề cập đến chính là camera. Đây là điều kiện đầy đủ sáng, chụp hơi tí ngược mặt trời. Máy sẽ tự động bật HDR và xử lý màu lên cực kỳ nịnh mắt luôn. Màu nóng chính là màu vàng cho chiếc áo này, được làm không quá gắt. Tuy nhiên, màu lạnh được đẩy lên hơi quá cao. Còn khi mình zoom 10x lên khi chụp á, thì không quá bể và ảnh này vẫn có thể sử dụng để mà đăng Facebook được. Ở chế độ chụp chân dung thì máy xử lý 60 y chang máy cơ luôn, không hề lem một tí nào. Các chi tiết càng ở xa thì sẽ càng mờ, cực kỳ chuyên nghiệp. Còn ở điều kiện thiếu sáng thì đây là tấm hình mình chụp ở studio. Mình đã tắt toàn bộ đèn và chỉ có duy nhất một cái cửa sổ cách đó 5m. Và như các bạn thấy đấy, hình lên không hề bể, up Facebook được luôn. Hai tấm này mình chụp mất khoảng 2 giây mỗi tấm và máy xử lý thêm khoảng tầm nửa giây nữa. Cây xương rồng này đây, AI xử lý tách sáng từng mảng riêng biệt, nhìn nó cực kỳ xịn. Camera trước thì nếu chụp ngoài trời tạm ổn, chi tiết lên tốt, màu sắc thì cái máy nó hơi bị lệch và hơi bị nhạt. Còn ở điều kiện thiếu sáng thì ảnh bể dần. Nhưng đừng quên, đây là camera ẩn trong màn hình, một công nghệ hoàn toàn mới luôn. Và nó làm được như vậy là cực kỳ tốt rồi. Nhưng mà đặc biệt, đây là điện thoại có hai màn hình ở phía trước và phía sau, nên anh em có thể sử dụng cái camera sau để mà selfie. Đây, tìm vào camera ha. Ở đây cái nút nhỏ nè, anh em bấm vào và lật lại và có sẵn màn hình luôn. Tức là bây giờ ba camera sau này anh em sử dụng như camera trước, và cái chất lượng của ba con camera sau này nó cực kỳ tốt luôn. Về quay phim, tuy là 4K 60fps, máy xử lý chống rung điện tử cực kỳ tốt. Tuy nhiên mình quay tầm 4 phút thì máy cực kỳ nóng và pin tuột khá là nhanh. Một cái khác mình khá chú ý đến chính là phần mic.
Không biết tính năng này có trên con S21 chưa, nhưng mà khi mình nói chuyện trong video á, mặc dù giọng mình hướng từ phía sau khung hình nhưng máy vẫn bắt tốt và còn giảm âm lượng xe cộ khi mình cất giọng lên nữa. Và đây là demo, các bạn nghe kỹ nha. Từ vào cũng khổ cho lấy con mạc ra để mà chở đồ. Rồi, tiếp theo chính là phần cấu hình. Về cấu hình bên trong, đây được trang bị chip Snapdragon 888 tích hợp 5G, 12GB RAM và sẽ có hai tùy chọn là 256GB hoặc là 512GB bộ nhớ trong. Cấu hình này được xem là cấu hình tối thượng của Android thời điểm hiện tại. Điểm auto mình chấm ở đây là hơn 752.000 điểm, cực kỳ tốt luôn. Tuy là Samsung làm chiếc điện thoại ra không để chơi game, nhưng mà anh em bỏ hơn 40 triệu thì cũng có quyền đòi hỏi ha. Nên mình sẽ test với tựa game PUBG. Thì kết quả như các bạn thấy, khi mà vào trận thì FPS luôn giữ ở mức khoảng 40%, CPU cũng như là GPU nó chỉ loanh quanh khoảng 20-30% thôi, không thể nào mà nó vượt quá 50% với con chip cực kỳ mạnh Snapdragon 888 này. Còn về nhiệt độ thì sau 2 trận game, tức là khoảng hơn 30 phút mình chơi game liên tục, thì nhiệt độ con này nó chia làm hai mảng cực kỳ rõ rệt luôn. Cái mảng bên phải, tức là cái mảng có màn hình phụ này nè, nó không hề có chút thay đổi gì nhiều. Còn phía bên trái, khu vực gần camera, mình đoán đây khu vực có chip Snapdragon 888 thì nó hơi ấm nhẹ tí xíu, không quá đáng kể. Và nếu như tổng thể thì cũng cực kỳ ổn đó, không khác gì những con gaming phone. Cuối cùng chính là thời lượng pin. Với pin 4400 mAh, nó thấp hơn 4500 mAh trên Z Fold 2. Tuy nhiên mình cảm thấy là cái thời lượng sử dụng nó tương đương nha. Tuy là công nghệ mới hơn nhưng mà thời lượng sử dụng cũng cực kỳ tốt. Bên điện thoại vui có là một video so sánh cực kỳ chi tiết về thời lượng pin sử dụng nó, với một loạt thao tác luôn, vừa chơi game lâu nè, vừa quay phim, chụp hình, vừa lướt TikTok này nọ, cực kỳ nhiều luôn. Nhưng mà nó có thể on screen liên tục đến 5 tiếng 20 phút. Với cái thời lượng sử dụng này á, thì thông thường như mình thôi, lâu lâu cầm ra lướt Facebook, lâu lâu cầm ra lướt TikTok này nọ, thì chắc chắn là nó có thể tiệm cận 8 tiếng. Và cái màn hình to như thế này mà sử dụng đến 8 tiếng, tức là nó dư dùng một ngày rồi, cực kỳ tuyệt vời. Rồi, tóm gọn lại, một camera cực kỳ tốt và một cấu hình bên trong đứng đầu Android thời điểm hiện tại. Nên em chắc cũng phải không nên suy nghĩ đắn đo khi mua con điện thoại này luôn. Cái đắn đo duy nhất là có đủ tiền hay không thôi. Thì như thường lệ, đường link sản phẩm mình để ngay phần mô tả video. Hiện tại Z Fold 3 cũng như là Z Flip 3 đang có nhiều chương trình ưu đãi cũng như là tặng kèm. Anh em mà quan tâm thì đường link sản phẩm mình để ngay phần mô tả video nhé. Hơn thế nữa, CMS đang có chương trình lên đời trợ giá cũng như là trợ giá mùa dịch, mua nhiều giảm nhiều hàng loạt sản phẩm. Rồi, mình là Đan. Nếu anh em thấy video này hay, hãy bấm cho mình một like, một subscribe để ủng hộ tụi mình trong những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.